Công nương Kate không có ý định thân thiện với Meghan Markle. Ngoài ra, theo các chuyên gia ngôn ngữ hình thể, nữ công tước xứ Sussex liên tục vén hoặc hất nhẹ tóc trong buổi tưởng niệm cố nữ hoàng. Đây là biểu hiện dễ gặp ở người bất an. Nhiều ngày trôi qua, cuộc đoàn tụ hôm ngày 10 tháng 9 giữa hoàng tử William, công nương Kate và vợ chồng công tước xứ Sussex vẫn là đề tài được dư luận quan tâm. Đặc biệt, các biểu cảm và cử chỉ của Meghan Markle khiến nhiều người chú ý. Theo chuyên gia ngôn ngữ hình thể Judy Diem, dâu thứ hoàng gia Anh có dấu hiệu bất an trong đợt xuất hiện trước công chúng này. Nữ công tước thường xuyên vén hoặc hất nhẹ tóc khi bước đi. Hành động này cho thấy cô ấy đang cố kìm nén sự lo âu, chuyên gia nói với BBC. Tiến sĩ Lillian Glass, chuyên gia về hình thể khác, tin rằng tâm lý tồn tại từ sau lần vợ chồng hoàng tử Harry bị chỉ trích tại đại lễ bạch kim của cô nữ hoàng hồi tháng 6. Mọi khi, Meghan Markle thường xuất hiện với nụ cười tươi tắn, cố trở thành tâm điểm, bất kể có phù hợp với bối cảnh hay không. Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định nữ công tước đã có ý thức khiêm tốn hơn. Cử chỉ của Markle khá gượng gạo, cô ấy đan chặt tay và cố gắng song bước bên chồng. Thậm chí, mỗi khi hoàng tử Harry trò chuyện với người dân, cô ấy nghiêm túc lùi về phía sau, bà Glass nhận xét. Dù không mắc phải những chỉ trích nặng nề, cựu diễn viên người Mỹ vẫn khó tránh khỏi phản ứng trái chiều từ người dân nước Anh. Khi nữ công tước xứ Sussex ngỏ ý muốn bắt tay, vài người ngó lơ hoặc tỏ rõ thái độ ghét bỏ. Số khác lại thể hiện sự thân thiện và tặng cô những cái ôm. Judy Diem cho rằng các hành động thân mật giữa Meghan Markle và chồng có ý nghĩa hỗ trợ lẫn nhau. Theo quan sát của chuyên gia, hoàng tử Harry nhiều lần vòng tay quanh người vợ, nhẹ nhàng xoa lưng để trấn an. Markle cũng đáp lại bằng những cái chạm nhẹ vào tay chồng trong lúc giao lưu với quần chúng. Đôi lúc, họ siết tay để động viên nhau. Cô ấy có vẻ tự tin hơn khi dùng ngón cái vuốt nhẹ lên tay của chồng, bà Diêm nói. Trong khi đó, vợ chồng hoàng tử William lại giữ khoảng cách nhất định. Chia sẻ với BBC, các chuyên gia cho rằng đây là cách xây dựng hình tượng phù hợp với gia đình kế vị ngai vàng. Hai người có xu hướng thể hiện như một cặp đôi quyền lực của hoàng gia với các cử chỉ lịch thiệp, tự tin. Chuyên gia hình thể cũng khẳng định công nương Kate không hề có ý định thân thiện với em dâu. Trong khi đó, thái độ của chồng cô có phần nhẹ nhàng hơn. Markle trông như một chú cún buồn bã, luôn cố gắng bắt vào ánh nhìn của Middleton. Đáng tiếc, chị dâu của cô ấy lại không quan tâm chút nào, Judy Diem nói thêm. Ngoài ra, dâu trưởng hoàng gia cũng hạn chế tương tác với camera. Vương phi xứ Wales chỉ tập trung trò chuyện, chào hỏi người dân và luôn giữ khoảng cách chuyên nghiệp với phu quân cũng như vợ chồng Meghan Markle. Trước đó, theo các nguồn tin hoàng gia, thân vương William đã mời hoàng tử Harry tham gia chào hỏi người dân đến tưởng niệm nữ hoàng sau một cuộc điện thoại từ vua Charles III. Việc vợ chồng hai hoàng tử Anh xuất hiện bên cạnh nhau làm dấy lên hy vọng rằng các thành viên hoàng gia Anh sẽ làm hòa sau sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth II, Reuters bình luận.